Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Đình Trị, mình năm nay 22 tuổi, đến từ Nghệ An. Mình muốn sang Mỹ du học vì mình muốn theo đuổi tiếp chuyên ngành của mình đã học ở Việt Nam, đó là ngành kỹ sư cơ khí. Qua Mỹ mình sẽ học trường Đại học Houston, chuyên ngành kỹ sư cơ khí. Đại học Houston thì nằm ở trong thành phố Houston, thuộc bang Texas. Nó nằm ở phía tây nam của bang Texas. Thế thì ở đây cũng khá giống ở Việt Nam, đó là cũng có bốn mùa. Nhưng mà cái nó ít thiên tai hơn. Trường của mình thành lập từ năm 1927 đến đây là được gần 87 năm. Trường có rất nhiều ngành nhưng mà nó có những chuyên ngành có thế mạnh như là kỹ sư cơ khí này, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng. Sau khi học xong ở trường thì chắc chắn mình sẽ về Việt Nam để xin việc. Mình bị xin vào công ty Toyota Việt Nam, cho nên mình cố gắng quyết tâm hoàn thành xong chương trình ở bên Mỹ để mình về nhà gọi là ngồi tụ với gia đình và cố gắng tìm công việc tốt cho mình. Hiện tại mình đang còn run run tại vì mình cũng cảm thấy cùng may mắn tại vì hôm nay anh lãnh sự quán hỏi hầu như bằng tiếng Việt hết. Thế nên là mình cũng thấy rất là cảm thấy cũng tự tin. Nói chung là mình sẽ trường. Rồi thì mình cũng thấy thực ra mình thấy vào phỏng vấn thì cũng bình thường, lúc đầu thì hơi run tí nhưng mà đi vào mình nhìn các cửa phỏng vấn thì mình thấy học lãnh sự quán họ cũng rất bình, những câu rất là bình thường thôi. Tại vì mình cũng có mấy anh chị làm ở công ty Tân Đại Dương và các anh chị ấy đi cũng khá lâu rồi, các anh chị tư vấn cho mình. Và ở công ty Tân Đại Dương thì nói chung là một công ty rất là đã gọi là uy tín, nhiệt tình trong công việc. Mình cũng là một sinh viên không phải là giỏi giang gì lắm nhưng mà khi vào công ty mình rất sợ tại vì mình mới vào được 2 tuần thôi, nhưng mà các anh chị đã bày còn đã chỉ dạy cho mình hết nhiệt tình. Thế là có anh bảo anh là chuyên gia tâm lý cùng cố cho mình tâm lý cho mình cảm giác thấy tự tin hơn khi vào một phần đấy. Mình cảm giác tự tin vì khoảng cách địa lý cũng khá xa nên là mình gửi hồ sơ bằng email cho chị Thảo, rồi là nói chung hai chị em có trao đổi lại với nhau. Và đến khi nhận được I-20 thì mình bắt đầu vào Sài Gòn và đến công ty học phỏng vấn trong 2 tuần. Thời gian đấy mình đã được học với anh Khôi, anh chỉ cho mình cách tìm trường, chọn trường này, chọn ngành sao cho phù hợp với năng lực của mình. Rồi thì anh có chỉ cho mình các câu hỏi đơn giản để phỏng vấn, trong lúc phỏng vấn. Và trong câu hỏi thì có 30 câu hỏi, nhưng mà khi các bạn mà lên gặp anh bảo anh thì anh chỉ tóm lại cho các bạn được 6 câu đi theo một trật tự nhất định. Và hôm nay khi đi phỏng vấn thì tất cả các câu hỏi đều nằm trong 6 câu ấy. Đấy, nó chỉ hỏi quay đi quay lại trong 6 câu thôi. Nên là các bạn yên tâm, các bạn cứ tự tin học 6 câu ấy thật nhuần nhuyễn vào là được. Mình đã thử và thành công. Thực ra khi vào trong phòng phỏng vấn ấy, các bạn cứ thoải mái. Nói chung là có nói chuyện được với ai thì cứ nói. Thực ra khi nói chuyện thì mình cảm thấy quên đi nỗi sợ hãi trong mình là gặp các anh phỏng vấn hỏi gì. Lúc mà các bạn nói chuyện với nhau ấy, cảm giác thấy thoải mái hơn, không suy nghĩ gì nhiều đâu. Nên là khi vào thấy bình thường à. Nhưng mà khi các bạn vào thì trả lời câu hỏi thì nhìn thẳng vào người hỏi ấy, lãnh sự quán ấy. Lúc ấy lãnh sự quán sẽ biết được là mình có ý định đi du học hay không. Ở trang phục thì mình thấy là các bạn tốt nhất là nên ăn mặc gọn gàng một tí, phong cách cũng không sao, gọn gàng, không cần phải quần vải hoặc là áo trắng, quần bò cũng được, tay thể thao cũng được, miễn là các bạn thế là phong thái các bạn tự tin là được rồi. Trước ngày đi phỏng vấn thì mình có ở nhà là có đi buổi tối thì có đi dạo ngoài bờ đê, nghe nhạc, trò chuyện với các bạn bè thôi. Còn mình không học nhiều, trước ngày đi phỏng vấn mình không học, mình để thời gian để thoải mái giải stress, nói chuyện với các bạn, nói chuyện với những người bạn của mình giúp mình thấy cảm thấy thoải mái hơn. Còn nếu các bạn cứ đồ nhét vào thì đảm bảo mình là sẽ không vào đâu, nhưng mà càng run hơn nữa. Nhận được visa mình cảm thấy rất là mừng và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến công ty Tân Đại Dương, nhất là các anh chị đã giúp mình trong thời gian mình theo học ở đây, chị Thảo, anh Khôi và anh Bảo Anh. Nói chung đã giúp mình rất nhiều về kiến thức tâm lý cũng như cách ứng xử khi mọi người nói chuyện trong bài phỏng vấn. Giờ thì mình chẳng biết nói gì hơn ngoài cảm ơn các anh chị và chúc công ty mình gặt hái nhiều thắng lợi.
Mình cũng hy vọng các bạn sẽ tìm hiểu và đến công ty Đại Dương để được tư vấn rõ hơn. Các anh chị ở đây rất nhiệt tình. Mình thấy lúc đầu mình cũng đã gọi là phân vân thôi, tuy là các anh chị tư vấn, nhưng mà khi mình có nhắn tin nói chuyện với chị Thảo thì được chị tư vấn rõ ràng nên mình cảm thấy yên tâm. Khi mình vào học trực tiếp với các anh chị, mình biết được là các anh chị rất là nhiệt huyết. Mình nghĩ sự lựa chọn của mình đó là đúng đắn nhất, là đó là chọn công ty Tân Đại Dương để làm hồ sơ. Và mình cũng hy vọng các bạn sẽ thử đến một lần, rồi mình nghĩ là các bạn sẽ cảm thấy các bạn sẽ cảm thấy hài lòng vì các anh chị rất là nhiệt tình. Và sau khi mình sang bên kia học thì mình sẽ cố gắng tiếp thu các nền gọi là nền văn hóa của nước Mỹ cũng như phong cách lối sống của con người bên đấy. Mình sẽ cố gắng chia sẻ những kinh nghiệm mình cảm nhận được bên kia cho các bạn, và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất ở bên Mỹ. Xin chào.